tổng hợp tin tức tiền điện tử hot nhất tuần qua. 1. Nga thảo luận với các quốc gia đồng minh về việc áp dụng thanh toán bằng stablecoin. Nga đang làm việc với một số quốc gia để tạo ra các nền tảng thanh toán song phương không sử dụng đồng USD và Euro. 2. Netflix cấm tiền mã hóa trên phiên bản hỗ trợ quảng cáo. Phiên bản sắp ra mắt sẽ kết hợp hình thức quảng cáo và các gói đăng ký xem phim giá rẻ, dễ tiếp cận hơn cho người dùng. Netflix từ chối tất cả chiến dịch quảng cáo liên quan tới chính trị, cờ bạc và tiền mã hóa. 3. Thái Lan mạnh tay với quảng cáo tiền mã hóa trong nước. Quốc gia này ra lệnh cấm đưa thông tin sai lệch hoặc phóng đại về các công ty tiền mã hóa và yêu cầu bổ sung cảnh báo rủi ro về việc đầu tư crypto vào các quảng cáo. 4. Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp tài liệu điều tra rửa tiền. Đại diện phát ngôn của Binance bổ sung thêm, các cơ quan quản lý đang tiếp cận các sàn giao dịch tiền mã hóa theo nhiều cách để hiểu rõ hơn về ngành. Đây là một quy trình tiêu chuẩn và chúng tôi làm việc với cơ quan này thường xuyên. 5. Metu hỗ trợ gần 44 triệu đô vì lỡ đu đỉnh Bitcoin. Kể từ khi Metu đầu tư vào crypto, thị trường đã có những bước chuyển biến đi xuống. Khoản đầu tư tiền mã hóa của Metu đã lỗ gần 50%. Gia đình bán hết gia sản để mua Bitcoin giờ ra sao? Gia đình người Hà Lan từng bán cả gia sản để mua Bitcoin cho biết khoản đầu tư của họ đã giảm giá trị hơn 1 triệu đô trong suốt một năm qua. Song họ cũng kiếm được một khoản lợi nhuận lớn khi bán một phần ở gần mức đỉnh 69.000 đô và vẫn tin tưởng vào đà phục hồi của loại hình tài sản này. Hàng ngày, tôi vẫn vào mua Bitcoin. Khi cả thế giới đang hoảng loạn vì Bitcoin rớt giá, thì tôi lựa chọn làm kẻ ngoài cuộc và tiếp tục đầu tư vào đồng tiền này. Didi Tahutu chia sẻ, người đàn ông còn tin rằng trong thời gian tới, giá Bitcoin sẽ giảm xuống 15-20.000 đô, nhưng sau đó sẽ tăng lên 140.000 đô một đồng vào năm 2025. Do đó, Tahutu khẳng định hiện tại chính là thời điểm vàng để mua Bitcoin. Vào năm 2017, gia đình Bitcoin đã bán căn nhà rộng hơn 230m², một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra và tất cả vật dụng cá nhân để mua Bitcoin khi đồng tiền được giao dịch ở mức 900 đô một đồng. Hiện, mỗi đồng Bitcoin có giá 19.200 đô la. Suốt 6 năm qua, gia đình người Hà Lan đã di chuyển tới hơn 40 quốc gia quanh thế giới. Hiện tại, họ quyết định chọn Bồ Đào Nha là một nơi dừng chân an toàn vì không phải đóng bất cứ đồng thuế nào cho hoạt động giao dịch tiền mã hóa. Bức hình này có giá gần 500.000 đô mà bạn không thể chụp màn hình rồi bán nó đi. Nhiều người thắc mắc, sao mấy ảnh NFT có giá cao ngất ngưởng, mình chỉ việc lưu lại hay chụp màn hình là khỏi phải mua. Nhưng, việc chụp hình hay download những bức ảnh NFT này không đồng nghĩa với việc bạn đang sở hữu nó, vì tất cả các tài sản kỹ thuật số đều được lưu trữ trên blockchain. Đồng thời, các NFT này cũng định danh luôn người sở hữu nó, và đó chính là lý do bạn không thể bán nó. Nga muốn sử dụng stablecoin để tẩy chay đô la Mỹ và euro. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga nói rằng họ đang làm việc với các quốc gia khác nhau để tạo ra các nền tảng song phương sẽ giúp giảm sự phụ thuộc của họ vào đô la Mỹ và euro. Những stablecoin này có thể được gắn với một số công cụ được công nhận chung, ví dụ như vàng, và có thể quan sát được đối với tất cả những người tham gia. Tin tức được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính của Nga đồng ý cho phép thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới. Họ thừa nhận sự cần thiết của việc làm như vậy vì công dân Nga đã sử dụng các dịch vụ tiền điện tử nước ngoài. Ngân hàng Trung ương Nga vốn có lịch sử chỉ trích tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số, khẳng định rằng sự phát triển này không tương đương với việc hợp pháp hóa các khoản thanh toán bằng tiền điện tử ở Nga. Gần một nửa nguồn cung lưu hành SHIB đã bị đốt. Để giải quyết vấn đề cung vượt cầu, nhà phát hành Shiba Inu đã đốt token này nhiều lần mỗi ngày. Ước tính trong 30 ngày qua, tổng số coin đốt hàng ngày đáng kể nhất là 455.699.414 SHIB vào 31 tháng 8. Cộng đồng Shiba Inu đặt ra mục tiêu khiến giá SHIB lên 0,01 đô mỗi đồng. Dự án đang tiến đến giảm một nửa nguồn cung ban đầu. Dẫu vậy, với con số khổng lồ là 1/4 tỷ, sẽ cần phải đốt hàng triệu mỗi ngày mới có thể đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, gần giống như tất cả các altcoin trong thị trường gấu này, SHIB giảm 86% so với mức cao nhất mọi thời đại là 0,00008616 đô đạt được vào tháng 10 năm 2021. Gia tộc quyền lực nhất hành tinh. Không phải Elon Musk hay Bill Gates, đây mới thực sự là những người giàu nhất thế giới. Tài sản của họ có thể nhiều đến mức không thể đếm nổi, đó chính là gia tộc Rothschild. Năm 1974, một cậu bé có tên là Major Rothschild chào đời trong một khu tập thể người Do Thái tại Đức. Cha của cậu dù không giàu có, nhưng ông vẫn dồn hết tâm huyết để dạy con trai mình về tài chính và kinh doanh thông qua công việc buôn bán vải lụa và tiền xu của gia đình. Khi Major 13 tuổi, cha qua đời, cậu bé rời nhà đến một ngân hàng học việc và nhanh chóng trở thành nhà buôn tiền xu quý hiếm. Major dần chuyển từ kinh doanh tiền sang lĩnh vực ngân hàng và nhanh chóng x15 lần tài sản chỉ trong một năm. Sau đó, ông đã cử 5 người con trai đến 5 trung tâm tài chính lớn ở châu Âu thời bấy giờ, đó là Anh, Áo, Pháp, Đức để mở rộng đế chế của mình. Quyền lực của gia tộc Rothschild trở nên vững mạnh từ đây. Để bảo vệ bí mật về số tài sản của mình, Rothschild chỉ cho phép con cháu cưới người trong gia tộc. Thậm chí, trang tin lớn còn tiết lộ gia tộc Rothschild hiện đang kiểm soát tới 165 ngân hàng trung ương khắp thế giới, trong đó có cả Fed.
Chỉ cần bỏ ra 1 Bitcoin là có thể sở hữu 12 chiếc iPhone 14 Pro Max bản xịn sò nhất. Apple vừa ra mắt dòng iPhone 14 với mức giá $799 chưa thuế cho phiên bản 14 thường và $1,599 cho phiên bản 14 Pro Max. Giá Bitcoin hiện tại là $19,230. Vậy, chỉ với 1 BTC, chúng ta có thể sở hữu 12 chiếc iPhone 14 phiên bản xịn sò nhất, iPhone 14 bản tiêu chuẩn, không có quá nhiều nâng cấp so với iPhone 13. Tuy nhiên, Apple đã thu hút chú ý sau khi loại bỏ phiên bản mini thay bằng bản Plus có màn hình 6.7 inch. Không giống những thế hệ trước, hai bản Pro có nhiều điểm nâng cấp hơn về ngoại hình, cấu hình bên trong so với bản thường. Trong đó, màn hình tai thỏ được thay thế bằng hình khuyết dạng viên thuốc và được Apple gọi là Dynamic Island. Cách hãng tùy biến khu vực này tạo nhiều hứng thú cho người xem khi biến nhược điểm về phần cứng trở thành điểm nhấn của máy. Các thông báo cài đặt tự động bật ra từ hai bên vùng khuyết như thời lượng pin, kết nối tai nghe, phát nhạc. Luna Classic tăng mạnh trước khi đề xuất đốt 1.000 tỷ token. Vừa qua, Terra Classic đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng sau nhiều pump liên tục. Cụ thể, Luna cũ tăng hơn 70% và giao dịch tại mức $0.004256. Nếu tính từ đáy tháng 6, Lunacy đã tăng khoảng 10 lần. Lý giải cho động lực thúc đẩy sự tăng giá bất ngờ của Lunacy được cho là tin tức xoay quanh kế hoạch đốt token này. Qua tài khoản Twitter chính thức, đội ngũ dự án tiết lộ rằng sẽ đốt 2 tỷ token trong vòng 6 tuần. Cùng với đó, Edward Kim, một trong các nhà phát triển của dự án, đề xuất chiến lược đốt token mới để phục hồi Luna Classic qua kênh Medium. Edward đã đề nghị áp 1,2% thuế đối với các hoạt động on-chain của Lunacy, bao gồm giao dịch từ ví mã hóa và hợp đồng thông minh. Hiện tại, Lunacy là đồng coin đứng thứ tư theo sự chú ý của cộng đồng. Nhiều thành viên trong cộng đồng đã thay đổi cách nhìn về Lunacy token. Đồng thời, họ cũng kỳ vọng token này sẽ sớm đạt $1 khi kế hoạch đốt token được áp dụng. Gần 2.000 tỷ đô đã bốc hơi khỏi thị trường tiền mã hóa. Giá Bitcoin, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đã mất mốc 19.000 đô một đồng, lao dốc 72,58% so với ngưỡng kỷ lục là 68.789 đô một đồng, được thiết lập hồi tháng 11 năm ngoái. Tổng giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền mã hóa cũng rơi xuống dưới ngưỡng 1.000 tỷ đô, bốc hơi gần 2.000 tỷ đô so với mức đỉnh hồi cuối năm ngoái. Đà bán tháo đang lan rộng sang những đồng tiền mã hóa khác. Trong khi đó, giá Ether, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, lao dốc hơn 7% so với 24 giờ trước xuống còn 1.543 đô một đồng. Trong những tháng qua, mức tăng trưởng của đồng Ether vượt xa Bitcoin. Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó với lạm phát. Kể từ đầu năm đến nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã nâng lãi suất tổng cộng 2,25%. Giới đầu tư dự báo, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất trong thời gian tới. Lãi suất tăng cao sẽ khiến chi phí vay và chi phí cơ hội của các khoản đầu tư rủi ro tăng lên. Binance bị tối chơi xấu đối thủ. Thông báo chuyển toàn bộ stablecoin đối thủ về BUSD của Binance được ví như hành động độc quyền mà Google từng làm đối với đối thủ 10 năm trước. Để tăng tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn cho người dùng, Binance giới thiệu tính năng tự động chuyển đổi về BUSD cho người đang sở hữu các stablecoin USDC, USDP và TUSD với tỷ lệ 1:1. Việc chuyển đổi sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 29 tháng 9. Binance cũng sẽ ngừng hỗ trợ các cặp giao dịch của ba đồng tiền ổn định giá trên với BUSD, Tether và những đồng tiền kỹ thuật số lớn như Bitcoin và Ethereum. Điều này đồng nghĩa với việc sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới sẽ ưu tiên stablecoin của mình, đồng BUSD hơn những đồng khác trên thị trường. USDT đang là stablecoin lớn nhất thế giới với vốn hóa thị trường đạt 67,4 tỷ đô. USDC đứng vị trí thứ hai với 51,7 tỷ đô. Tiếp đến là BUSD của Binance với giá trị vốn hóa đạt 19,5 tỷ đô. Quyết định này lập tức gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng. Nhiều người cho rằng hành động của Binance không khác gì độc quyền tiền điện tử. Sàn tiền số chuyển nhầm hơn 10 triệu đô cho khách. Sàn giao dịch tiền mã hóa crypto.com mới đây đã phát hiện chuyển nhầm 10,5 triệu đô trong lúc thực hiện giao dịch hoàn trả 100 đô cho khách hàng nữ người Australia có tên là Maniver. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra từ tháng 5 năm 2021 sau khi một nhân viên vô tình nhập số tài khoản vào mục số tiền thanh toán. Mãi cho đến nay, khi thực hiện kiểm toán, crypto.com mới nhận ra sai lầm. Nền tảng tiền mã hóa này gửi đơn kiện lên tòa án tối cao Victoria và tài khoản của cô Maniver đã bị phong tỏa. Tuy nhiên, phần lớn số tiền đã được Maniver chuyển sang nhiều tài khoản khác trước khi bị đóng băng. Theo tòa án, cuối tháng 1, Maniver đã gửi 430.000 đô cho con gái của mình. Đến tháng 2, cô tiếp tục chi 1,35 triệu đô từ số tiền mà Crypto.com chuyển nhầm để mua một ngôi nhà 4 phòng ngủ ở phía Bắc Melbourne. Tòa án đã yêu cầu Maniver phải bán nhà và trả lại toàn bộ số tiền kèm lãi suất, tổng cộng khoảng 27 triệu đô cho sàn Crypto.com. Vụ kiện sẽ tiếp tục vào tháng 10 này và đại diện Crypto.com từ chối bình luận về tình hình. Bitcoin thủng mốc 19.000 đô.
Sau chuỗi ngày biến động quanh ngưỡng 20.000 đô, giá Bitcoin bất ngờ rơi xuống 18.768 đô một đồng. Diễn biến này nhanh chóng khiến vốn hóa của Bitcoin bốc hơi 20 tỷ đô, xuống còn 359 tỷ đô. Dù khối lượng giao dịch lên tới 42 tỷ đô, tăng 37% trong 24 giờ qua, biểu đồ nến cho thấy đồng tiền số đang bị bán tháo liên tục. Hiện tại, Bitcoin tiếp tục xu hướng giảm và đã điều chỉnh 5% trong 24 giờ qua. Nhìn vào một tháng qua, Bitcoin đã chứng kiến 3 lần điều chỉnh mạnh. Cụ thể, 23.400 đô xuống 21.000 đô ngày 19 tháng 8, từ 21.400 đô xuống 20.000 đô ngày 27 tháng 8 và từ 20.000 đô xuống 18.768 đô ngày 7 tháng 9. So với mốc đỉnh thiết lập vào tháng 11 năm 2021, mức thiệt hại của đồng tiền số này tiếp tục nới rộng lên 72,87%. Theo Joe DiPasquale, giám đốc điều hành quỹ phòng hộ tiền mã hóa Bitbull Capital, Bitcoin sẽ kiểm nghiệm mức đáy ở phạm vi gần 18.000 đô. 10.000 Bitcoin thức giấc. 10.000 Bitcoin vừa rời khỏi ví sau 9 năm ngủ yên, khiến cộng đồng tiền mã hóa xôn xao vì trong lịch sử chỉ có 6 lần xảy ra sự kiện tương tự. Mới đây, các nhà phân tích phát hiện hai giao dịch lạ trên mạng lưới Bitcoin, hai lượt 5.000 BTC từ một địa chỉ ví được chuyển ra ngoài. Số Bitcoin khổng lồ trị giá hơn 200 triệu đô này vốn nằm yên trong ví từ năm 2013 và bất ngờ thức giấc, khiến giới phân tích tò mò về động cơ của cá voi đằng sau. Chuyên gia phân tích tiền mã hóa tại Hà Lan cho biết, lượng Bitcoin khổng lồ đó hiện chưa tác động nhiều đến thị trường và cộng đồng vẫn đang hồi hộp theo dõi các động thái tiếp theo của dòng tiền. Dữ liệu cho thấy chỉ có 6 giao dịch lớn tương tự trong lịch sử Bitcoin. Mỗi lần sự kiện diễn ra, thị trường đều biến động mạnh. Điểm chung là Bitcoin đều đạt đỉnh về giá ngay trước các giao dịch này, sau đó chứng kiến đợt lao dốc do lượng Bitcoin lớn bị bán tháo ra. Giới chuyên gia nhận định, mỗi khi cá voi thức giấc, thị trường đều sẽ sớm có những rung chuyển mạnh. Các bạn hãy truy cập vào link bio để tham gia cộng đồng của Coinrate.net, kênh cung cấp thông tin sớm nhất, khách quan nhất và chia sẻ các coin tiềm năng nhất trong thị trường crypto mỗi ngày.